Theo giới chuyên gia Nga, Mỹ đang biến Ba Lan thành một kho dự trữ, một trạm trung chuyển vũ khí đến khu vực xung đột. Theo nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Pereziev, phó giáo sư tại khoa phân tích chính trị và quá trình tâm lý xã hội thuộc PIUE, Đại học Kinh tế Quốc dân Nga, mang tên Plekhanov, số lượng vũ khí hiện đại mà Ba Lan nhận được từ Hoa Kỳ rõ ràng đã vượt quá nhu cầu quốc phòng của đất nước này. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blazak thông báo rằng các lô xe tăng Abrams và hệ thống pháo phản lực cơ động cao SIMAAS của Mỹ sẽ đến nước này trong tháng 5. Chính quyền Warsaw trước đó đã ký hợp đồng cung cấp 250 xe tăng Abrams mới từ Hoa Kỳ, sau đó mua thêm 116 chiếc nữa đã qua sử dụng. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết thêm rằng, trong tháng này, các tổ hợp SIMAAS đầu tiên được đặt hàng từ Hoa Kỳ trong năm 2019 sẽ được chuyển đến Ba Lan. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nước này cũng đang đàm phán để mua thêm một số lượng khổng lồ là 500 hệ thống như vậy. Đứng trước những thông tin Warsaw dồn dập mua sắm và tiếp nhận số lượng vũ khí khổng lồ từ Mỹ, chuyên gia Pereziev cho rằng, đây là một chỉ dấu cần phải lưu ý bởi Ba Lan đang không có xung đột quân sự, không chịu sự uy hiếp của ai, nên số lượng vũ khí lớn như vậy là điều rất đáng ngờ. Theo vị chuyên gia quân sự này, việc Washington đang dồn dập đưa vũ khí đến nước này cho thấy, điều này không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu bảo vệ đất nước của quân đội Ba Lan. Số lượng vũ khí khổng lồ được Mỹ đưa đến nước này về bản chất là để phục vụ cho mục đích chống Nga và Hoa Kỳ đang có kế hoạch biến Ba Lan thành một kho dự trữ, một trạm trung chuyển vũ khí cho Ukraine. Theo ông, toàn bộ nguồn cung cho lực lượng vũ trang Ukraine đang đi qua Ba Lan, toàn bộ thiết bị hạng nặng và các loại vũ khí khác được viện trợ cho chính quyền Kiev đều được lưu trữ ở đất nước láng giềng phía tây Ukraine và sẵn sàng chuyển sang đất nước láng giềng.